Rồi cho anh em ngày thứ ba ở bên Thái nha anh em. Thì ngày 1, ngày 2 còn có tiền đi ăn nhà hàng, chứ ngày ngày 3 là chuyển qua ăn cơm bụi luôn rồi. Đó. Nói chung là cũng y, đem qua Thái tính không mua gì nhiều, đi tham quan rồi đi quay vlog đồ này nọ thôi, mà ai ngờ đâu tới đâu cũng thấy đồ đẹp hết, cũng tiêu tốn kha khá rồi. Đó. Hôm nay là ngày 3. Thì anh em nha, coi cái tập 1 là ở ngoài cái siêu thị rồi, tập 2 là ở ngoài chợ rồi, thì nay ngày 3 thì mình đi đến một cái chỗ là chuyên bán đồ CNC với lại ốc, cái nồi của ốc inox kiểu ở Việt Nam đó. Thì với lại chỗ này là bán đồ titanium luôn nha anh em đó, thì nó rất là nhiều cái lạ. Thì để chút nữa ăn cơm xong thì quay cho anh em xem. Này này là hả, cơm lề đường Thái Lan nha anh em, mà nhìn rất là ngon nha. Đó, tự nhiên vô tình luôn. Đây chỉ là cái quán cơm nhìn rất hơi sập sệ, bán đối diện cái chỗ mình mua đồ thôi, tự nhiên vô cái thấy ngon quá trời luôn. Đó, cơm chiên nè, cơm xào thịt nè, cơm thịt xào cay nè, gà chiên, gà nướng, đuôi heo, nguyên cái đuôi heo luôn anh em. Đó, nguyên cái đuôi heo bự chà bá luôn, luôn cái cuốn nha. Rồi tâm dâm đó, có chén nước sốt rồi thôi luôn đó, nhìn là uy tín này đó, rất là ok luôn nha anh em. Rồi giờ ăn coi mùi vị nó như thế nào. Đầu tiên là cơm thịt xào, này là cái món mà phải gọi là truyền thống của Thái Lan luôn rồi, signature, signature. Tươi ngon, thịt rất tươi nha anh em. Ở quán này đường mà quán nhìn sập sệ mà bán ngon ghê. Ăn kiểu thêm hai trứng ốp la. Ngon, rất ngon nha. Thử miếng nào. Cầm dùm. Tuyệt vời luôn em. Còn ngon hơn quán mấy quán bữa giờ đi ăn nữa. Đúng ngon quá. Ừ, ngon thiệt á. Rồi thử miếng đuôi heo. Trời ơi, chấm lại. Đó. Chắc chuyển qua làm food review luôn chứ không có đi bán đồ xe nữa, mệt mỏi quá. Mười điểm anh em, không, 20 điểm. 20 điểm nha, mình chấm 20 điểm nha. Rất là ngon luôn. Đó. Rất ngon, đồ rất tươi luôn. Quán nhìn hơi sập sệ mà tưởng là này là gọi là hòa hổ tàng long nè. Đó, chân nhân bất lộ tướng. Chân nhân bất lộ tướng, lẽ mày hả? Ở này cách Bangkok 40 cây, không lẽ từ chỗ mình ở mà ra đây ăn cơm mà về chứ cũng kỳ. Sau khi ăn cơm xong rồi giờ bà chủ bà kêu cái này bà bán rất là ngon nên là bà khuyến mãi kêu mình kêu luôn đi. Thì bây giờ là mình có một cái dĩa gỏi thập cẩm Thái Lan trộn với lại thì bây giờ là ở đây cá khô, tôm, cá khô, cá cơm chiên nè, tôm sống nè, ghẹ luôn, con ghẹ luôn, rồi hạt bí xanh gì đây, bún nữa, rồi cà pháo nữa anh em. Nói chung là ở đây là, rồi có nghêu sổ hến nữa. Nói chung là ở đây là mình có một cái dĩa tả bí lù, ở đây có ốc nữa. Nãy tao kêu là hả gỏi heo thôi, mày kêu hả có nhiêu bỏ vô hết, giờ ra một dĩa có nhiêu có cái quán mà có gì ba bỏ vô hết luôn. Rồi tao này ở Việt Nam gì có rồi, ok rồi, giờ Việt Nam gì có, giờ tao thử trước miếng à. Thì anh lớn anh thử trước ơi. Ừ, tao lớn thử trước chứ, mẹ cái gì cũng đưa tao á, cái gì cũng tới tay hết á. Gì đây, mực hay gì đây, mực. Rồi để kèm với miếng ghẹ đây hay gì, hay miếng tôm đi. Đó, thiệt rối luôn á. Cá cơm trước đi nha. Miếng cá cơm đi với lại miếng ghẹ luôn đi. Đó, lỡ rồi qua lên clip rồi đâu hoành tráng nha. Có cà pháo sống nữa anh em.
không biết là ăn cái dĩa này xong là có sức để đi qua bên mua đồ không nữa. Cái cảm giác của mình bây giờ là giống như là mình có một cái tô bún thịt nêm, nhưng mà nó không biết nói sao. Đáng lẽ bà không bỏ bún vào bụng được hơn á, bỏ bỏ bún vô nó kỳ kỳ sao á, mà nói chung là ngon. Để thử miếng ghẹ luôn, miếng ghẹ tươi không nữa. Nhìn bà này chắc chỗ này uy tín. Ghẹ tươi mới trong tủ lạnh lấy ra. Ghẹ tươi. Từ từ nha. No, no, it's okay. Lột má nó ngủ kỳ quá vậy. Là kỳ là ngon hay kỳ không ngon? Kỳ ngon. Kỳ ngon lạ. Chứ mà không ngon. Phải mình lên. Thôi mình làm thử con tôm nha. Tôm sấm nha anh em. Nhưng mà cái điểm trừ của cái này là cái mắm nêm của bà hình như là hơi lạc. Hơi lạc. Mắm nêm hơi lạc anh em ơi. Đó. Mà cũng ok. Bà con hóc nữa. Ok. Rồi mình ăn giống người Thái rồi, bỏ miếng thịt lại ra. Ở này gì vậy? Cá me hả? Ủa? Cái mắc cỡ hả? Còn để trong dĩa là ăn được, cứ ăn. Ok ok. Rồi mời anh em nha. Rồi chào anh em, thì mình đang có mặt tại một cái shop chuyên bán đồ inox với lại titanium. Thì cái nhà anh này, nhà anh cũng uy tín lắm. Nhà anh từ hết này anh em, rồi tới hết đầu đường luôn nha. Đó. À, nãy mình cũng có hỏi ảnh là sao anh giàu vậy thì ảnh không nói. Hả? Thì đây là Saleya, mà ốc mà Saleya mà anh em thấy ở Việt Nam bán á, thì là cội nguồn là từ đây nha anh em. Đó. Ví dụ như đây có chiếc mình thấy hình như là chiếc phu là chiếc quay đang lên ốc ác này nọ vô một cây bô titanium luôn đó. Rồi ok, thì giờ mình sẽ vào shop của ảnh. Thì ở đây bán rất là nhiều đồ, có bán đồ hiệu nữa. Nhưng mà toàn bộ những cái món đồ hiệu ở đây thì đều là giá nhỉnh hơn Việt Nam rất là nhiều đó. Như anh em thấy đây có tai Rambo, cùm Rambo. Rồi RCS, rồi những cái Rambo Classic nè, RCS, rồi cọt sa, rồi CRG, tai TWM. Rất là nhiều đĩa, nhưng mà là đĩa Thái Lan nha anh em. Đó, đĩa Thái Lan, à cũng có đĩa hàng hiệu luôn. Có đĩa của Rambo luôn. Đó. Dưới đây thì có heo đúc nè, heo 4 bit, 2 bit nè, heo đúc nè, không có có billet luôn. Rồi, tầng dưới thì phục Olen. Thì mà cái đặc thù của anh này á, cái đặc trưng của anh này là khởi nghiệp của anh này á là như anh em thấy đây là cổ bô titanium. Đó, cổ bô inox và cổ bô titan, cũng như là ảnh là làm ốc titan. Đó. Thì đó, bước vô shop thì rất là sạch sẽ, thoáng mát nha anh em. Thì rất là nhiều xe độ ở đây. Ví dụ đây có một chiếc phu. Bên đây gọi là quay nhưng mà bên mình gọi là phu. Đó. Thấy cây trợ lực này là của GB thì là thấy là nhẹ nhẹ cũng phải gần 200 triệu rồi. Rồi những cái con heo Nissin nè, mà bản ray nè, bản đua đó anh em, chứ không có bán ở trên thị trường nha. Nguyên một cây bô titanium ở đây làm luôn. Thì đó. Cái hiệu là IT Saleya đó. Nguyên cây bô titanium ở đây làm. Rồi những cái món đồ rất là lạ, rất là độc. Ví dụ như cái này là cái gì đây mình cũng chả biết luôn. Đó, tự nhiên chĩa lên vậy. Rồi một cái cùm thắng Nissin bản đua.
Đó, support thêm một cái cục gì ở đây mình cũng không biết luôn. Rồi như ở đây nè, anh em thấy không? Con heo đua này, con heo này rất là mắc tiền nha. Đó, bát thì người ta là bát CNC, còn này là CNC nhưng mà bằng titan nha anh em. Đó, bát CNC titan. Rồi ở đây thì có phuộc, niền. Đó, phuộc, niền, vỏ xe. Những cái đầu ơi mà mình hay bán gắn cho anh em đó. Đó, nhưng mà ở giá ở đây thì rất là cao. Thí dụ một cái đầu mình đang thấy nhẹ nhẹ là 1.700. 1.700 thì nhân ra là hơn 1.300.000, 1.400.000 rồi. Đó, giá rất là cao. Xe này xe của shop ảnh, đó, chiếc Forza 350 mâm CNC, tay Rambo Bullet và thêm rất là nhiều cái phụ kiện ray như là ốc gió Rambo, ốc gió của GB nè. Đó, rồi núm cái chỉnh tay thắng của Rambo nè. Đó, dặn bên đây thì là xa gần nè. Đó. Rồi bình dầu titanium, rồi full carbon. Thì hiện tại là Thái qua giờ anh em cũng thấy mình đi, Thái hiện tại rất là thích carbon nha anh em. Đó, full carbon luôn. Bô thì sử dụng là bô over phục Olin. Đó, và mâm sau cũng là mâm CNC và toàn bộ là carbon hết. Đó, nhìn thì lên xe rất là đẹp. Đây thì nó có bán rất là nhiều đồ của các cái dòng xe bây giờ như là Forza nè, ADV nè. Đó, rồi Xmax, tại vì Xmax với lại ADV với lại Forza là hiện tại ở bên Thái chơi rất là nhiều. Bát CNC thì rất là nhiều luôn. Đó, nhưng mà ở đây thì thực sự mà nói là giá cả thì ở đây thì nó không bằng như Việt Nam. Đó, một món đồ ở đây thì bất cứ món đồ nào ở đây thì giá cũng chênh lệch là khá là nhiều nha anh em. Chênh lệch khá là nhiều so với hàng Việt Nam. Đó, như anh em thấy đây có hai cái lốc nồi của Forza 350. Đó, bên mình là SH 350 á, thì là xài chung á. Thì bây giờ cái kiểu người ta là đang là sơn nguyên một cái lốc như vậy. Đó, màu rất là đẹp. Rồi đây có một cái nẹp titan nữa nè, nẹp titan nó nẹp vô cái lốc nồi nè. Đó, nói chung là qua đây là full titan luôn. Và hàng ở đây thì rất là đẹp và rất là chỉnh chu. Đó, và mình cũng không phải nói xấu gì chứ ốc Salaya mà anh em thấy hiện tại ở Việt Nam bán á, là cái nôi là từ đây ra hết. Đó, từ mẫu mã cho đến từ ốc titan cho đến ốc inox đều từ đây ra. Đây, hiện tại thì trong shop này là sẵn 3 cặp phuộc mà đang rất là hiếm, rất là hot nha anh em. Thì một cặp là anh bán là gần 100 triệu, thì đây có 3 cặp thì là 300 triệu. Đó, cái hàng này là tự nhiên là bây giờ là đang được anh em mà chơi xe nhỏ rất là tìm kiếm. Đó, là bởi vì gắn được vô xe lít, xe chiếc xe lít anh em, lít mà 125 4 van á. Đó, ở đây 3 cặp là nhìn sơ sơ thôi, cái góc này của ảnh không là có 300 triệu rồi. Đó, rồi ở đây thì những cái đồ trang trí linh tinh của Thái Lan làm cho xe rất là nhiều dòng xe như là Way, Full, Forza, rồi Xmax, Nmax, rồi thậm chí Vespa thì mình cũng thấy là có một cái nắp nhớt của Vespa luôn. Đó, rồi rất là nhiều cái nhỏ dụng vật để trang trí vô trong xe càng thắng nè. Đó, ốc titanium thì là lên màu rất là đẹp. Đó, càng thắng, lò xo càng thắng, ống nước, ống giải nhiệt nước, ống nước cũng có luôn. Đó, rồi những cái co gió độ nè anh em thấy không, rất là bự. Có cái này nè của Xmax nè, bự khủng khiếp luôn. Đó, này của Xmax bự khủng khiếp luôn. Đó, rồi chân chống bằng titanium. Đó, rất là nhiều. Thì đây thì chưa kể, ở đây thì còn là có xe của anh, đây có một cái góc nhỏ này là dành cho anh em xe điện, tại vì hiện tại này xe điện cũng rất là hot. Xe điện Dio, thì xe điện với Dio cũng đang rất hot như mâm CNC nè anh em thấy không, rất là đẹp. Đó, phuộc trước thì là RRGS. Đó, đĩa thì rất là nhiều, có nhiều đĩa lắm, nhưng mà đa số đây thì là đĩa Thái thôi anh em. Đó, đây đĩa có đĩa đây, đây là có đĩa của RRGS luôn anh em, là đĩa từ Đài Loan. Rồi cũng có một số đĩa là của Nhật nè, rồi có một số đĩa là của Thái, của anh này anh tự làm luôn. Đó, rất là nhiều đồ đẹp. Rồi ở đây thì có một chiếc Xmax, vô rất là nhiều đồ chơi như phuộc Hyper Pro,
đây phục hai bờ rồ, lóc nồi thì tẩy bắn cát ra nhìn rất là sạch sẽ đẹp đó. Đây thì có một cái bắt nhớt gắn vô, bỏ cái bảo vệ lóc ra luôn đi, thì đây có cái nắp nhớt ở cái bắt nhớt gắn vô đó, thòng ống ra. Thì qua giờ anh em thấy xe Thái thì thích đi ống lắm. Ấm và màu mè thì nói chung là người Thái họ rất là thích đó. Đồ chơi đây thì xe này cũng rất là nhiều nha. Thì như mình thấy đây có một cái trợ lực hai barrel nè đó. Đây à không, WB, trợ lực WB, để cái thế này rất là lạ nha anh em, để ngay ở trên đầu xe luôn đó. Rồi cụm thắng Nissin, cụm công tắc Z-Drive đó của CNC Racing đó, nhìn rất là đẹp. Rồi cụm bên đây là cũng Nissin luôn. Thì một cặp cụm này thôi thì giá cả sơ sơ là cũng phải đâu đó là phải 100 triệu có rồi anh em đó. Tại vì mấy cái cụm Nissin thì rất là mắc đó. Đây thì có một chiếc Minh Kỳ nữa nè, đang làm bô titan nè. Cái tham vọng của ảnh là có thể là ảnh mốt là anh này ảnh làm một cái dàn áo bằng titan luôn cũng chừng đó. Ngoài ra thì mấy cái đồ linh tinh, cốp trang trí, ốc trang trí, lắp chụp van vòi thì rất là nhiều đó. Nói chung là đây qua giờ thì đây thì đi thì thấy là cái ấn tượng với cái shop này nhất đó, tại vì khá là nhiều, đặt khá là nhiều đồ đầy đủ mà là sử dụng, mà bên mình cũng hay sử dụng đó. Ở đây thì có những cái rổ bằng titanium luôn đó, và ảnh có những món đồ và chạy CNC rất là lạ, rổ titanium, baga cũng bằng titan luôn nha anh em đó. Đây thì có một cặp heo Rambo mà này anh cất kỹ ở đây, chắc là để anh dành gắn xe ảnh luôn quá đó. Rồi những cái ly bằng cái cúp bằng titan luôn, ly titan luôn. Rồi ấm nước đời này nọ là bằng titan luôn. À đây nãy đi lướt ra một con Minh Kỳ đổ rất là nhiều đồ. À cái gáo đèn là ảnh cũng là CNC luôn, nguyên cái gáo đèn nè anh em đó, CNC nguyên cái gáo đèn. Rồi đồng hồ đang được che lại thôi, xe của ông Tâm cũng không mở ra. Cụm thắng Rambo Rossi đó, trái phải luôn. Một cặp cụm này thấy là hơn 100 triệu rồi đó. Cái bên đây thì 50, còn cái bên đây là phải 70 đó. Chưa kể trang trí những cái phụ kiện như một cái con ốc gió này thôi đó, là cũng phải là 10-20 triệu anh em, nếu mà đồ xịn, đồ real nha đó. Rồi trải xuống đây anh em sẽ thấy hai ngắt dầu nè. Nó hai ngắt dầu màu này mà trên xe này nữa là biết là hai ngắt dầu này cũng xịn, là cũng phải là 40 rồi đó, mỗi cái cũng phải 20 đó, titan. Rồi ở đây thì có nguyên một cái hệ thống trợ lực, rồi trợ lực của trợ lực nữa đó. Đây cây trợ lực này không là ít nhất cũng phải là 150 triệu. Rồi đầu lòng đầu 2 cam của Kitaco nha anh em, 2 cam nha đó, 2 cam mới là gọi là cái đầu Mickey nè. Đây 1 cam và đây 1 cam nè đó. Đây thì chụp lốc máy rồi này nọ là của SMR Set Machine Racing đó, rất là đẹp. Và đồ cũng của rất là nhiều hãng khác nữa, như là đồ CNC của Girard nè, rồi CNC của Over Racing nè, rồi cái trợ lực cái chản 3 cũng là của SMR rồi. Thì đó, thì nói chung là cái xe này vô là full đồ chơi luôn rồi anh em, nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp đó. Bô đi cây bô Over cái vàng nè, à cái khung sườn cũng là thay bằng cái khung sườn của nhôm luôn anh em đó, sườn là sai sườn nhôm. Lóc nồi hở thì cái bộ này không là đã là 80-90 triệu rồi nè đó. Nồi khô của SMR bộ đó không là cũng 80-90 triệu rồi nè đó, rất là đẹp. Và nhiều cái món đồ khác lạ nữa, thì để mình dạo một vòng coi có gì mình mua được rồi mình đem về cho anh em chiêm ngưỡng đó.